quay mọi ơi, quay phải bà đưa lên phay chết luôn mọi ơi. Đâu vừa phay đâu? Tôi đưa công bố cả thế giới luôn. Đây là khoảnh khắc anh ta đang vẽ tranh, một bức tranh gọi là trừu tượng. Đấy, anh ta đang lên. Anh ta lên. Lộn. Nữa đi. Nữa đi. Anh ta tắm mực và anh ta lộn. Anh lên. Ôi, đúng là một nhân vật rất đặc biệt. Dùng không? Dùng không? Lộn, kém đều. Đây là kiểu vẽ thành kiểu sexy lady và kiểu hip hop, kiểu mới. Sexy lock. Lộn. Mệt lắm. Mấy bức tranh này đâu mà. Không hiểu. Chúng tôi không hiểu anh ta làm vẽ gì, nhưng mà bức tranh rất đẹp. Tiếp tục. Mệt. Uống chuyện đi, uống chuyện đi. Lần sau sau lưng nghe là cần phụ không? Chè sau lưng á. Hả? Chè sau lưng á. Tao đang chè nè. Không mà chè. Tại anh dĩa rồi tới sau luôn rồi. Giờ lấy bút mật tôi quẹt luôn sau lưng. Đưa lấy chỗ lông nó quẹt. Nó dĩa lông lông á. Thằng cảnh thật là lâm ly đi đó. Gương mặt này, gương mặt này sẽ nổi tiếng nhất Facebook hôm nay. Nhìn miếng cơm mà náo, cuộc sống mà phải lao đao. Khổ lắm. Ngày xưa ở Ninh Thuận thì có tắm bùn, ở trong Sài Gòn thì có anh này tắm mực. Châu lộn, 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 lộn. Những phe nhà lộn thật là tuyệt vời. Ôi thật là đẹp. Một bức tranh rất tuyệt vời. Bức tranh anh ấy đang vẽ không biết là cái hình gì. Đây là bức tranh anh ta vẽ chưa xong, anh ta đang thở rất là mệt. Vẽ tranh mà mệt như thế vậy thì sao? Vẽ tranh mà mệt như chưa. Thở, anh ta đang thở. Thở, thở đi. Vẽ kia hả? Vẽ bức kia hả? Vẽ như bức kia hả? Có, bức đâu nổi. Mà bức đó là cá tranh thiệt. Mày chụp tụi tao với cháu xin kiếm một bộ. Còn thứ nó bây giờ thật là điên không? Đưa được nó chửi chết à? Má nó khùng. Không biết. Điện thoại của tôi muốn đưa thì tôi đưa. Tôi xuống sát cái mày luôn. Kiếm kiều tôi xuống sát cái mày luôn. Ngưng.